Điệp xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị. Thời gian vừa qua, có nhiều cô chú và các anh chị đang là thường trú nhân, có nhận một số phúc lợi xã hội của Mỹ, lo lắng là sẽ không được thay đổi tình trạng thẻ xanh, hoặc là không được thiếu quốc tịch Mỹ. Và có một số cô chú lớn tuổi đang chờ phỏng vấn với lãnh sự quán, cũng lo là không được lãnh sự quán cấp visa định cư do lớn tuổi. Thì video clip này Điệp xin chia sẻ với cô chú và các anh chị về thông tin quy định về gánh nặng xã hội public charge, phí công cộng, đã chính thức bị hủy bỏ từ đầu tháng này. Xin mời cô chú và các anh chị cùng theo dõi chi tiết. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị. Từ ngữ gánh nặng xã hội là từ dùng để chỉ những người sống chủ yếu dựa vào trợ cấp của chính phủ. Chẳng hạn như là hỗ trợ tạm thời cho gia đình nghèo, hoặc là food stamp. Hoặc là từ này dùng để chỉ những người xin visa nhưng lớn tuổi, người hạn chế trình độ hoặc là tài chính. Khi một người được xem là gánh nặng xã hội, thì có thể ảnh hưởng tới khả năng đủ điều kiện nhận thẻ xanh hoặc là visa. Trong thời gian trước đây, quy định về gánh nặng xã hội khi được Tổng thống Donald Trump ban hành năm 2019 xác định những người có nhận ít nhất một loại trợ cấp từ hơn 12 tháng trong vòng 36 tháng sẽ là gánh nặng xã hội. Và nếu một người đang xin visa, nếu có các yếu tố như là tuổi tác cao, hạn chế sức khỏe, tài chính và học vấn, cũng sẽ được xem xét là gánh nặng xã hội. Sau đó thì Tổng thống Biden đã chỉ đạo Bộ An ninh Nội địa xét lại quy định về gánh nặng xã hội này và đã chính thức hủy bỏ quy định này. Theo đó, Sở Di trú USCIS sẽ không áp dụng quy định về gánh nặng xã hội nữa, mà áp dụng luật cũ có từ năm 1999, kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2021 với những người nộp hồ sơ xin thẻ xanh. Và như vậy là sẽ quay lại áp dụng luật quy định gánh nặng xã hội của năm 1999. Theo Bộ trưởng An ninh Nội địa cho biết, họ sẽ quay trở lại các quy tắc thời Tổng thống Bill Clinton năm 1999, chỉ đạo các quan chức chỉ xem những người nhập cư là gánh nặng xã hội nếu họ đang nhận trợ cấp tiền mặt của chính phủ hoặc chăm sóc dài hạn được thể chế hóa. Trên website của Sở Di trú cũng đã có thông báo chính thức về việc không áp dụng quy tắc gánh nặng xã hội này nữa. Cô chú và các anh chị có thể vào website của Sở Di trú thông qua đường link này. Chúng ta sẽ xem trong phần public charge là gánh nặng xã hội. Thông báo này là tiếng Anh cho nên Điệp xin dịch ra tiếng Việt để cô chú và các anh chị thuận tiện tham khảo. Phí công cộng thông báo. USCIS đã ngừng áp dụng quy tắc cuối cùng về phí công cho tất cả các đơn và kiến nghị đang chờ xử lý vào ngày 9 tháng 3 năm 2021. USCIS đã xóa nội dung liên quan tới quy tắc cuối cùng về phí công năm 2019, bị bỏ trốn khỏi các biểu mẫu USCIS bị ảnh hưởng và đã đăng các phiên bản cập nhật của các biểu mẫu bị ảnh hưởng. Các biểu mẫu có nghĩa là các đơn mà Sở Di trú sẽ thay đổi. Để bỏ ra cái phần phí công cộng này, nên sắp tới thì có nhiều cái đơn của Sở Di trú như là các đơn I-864, I-864A là sẽ có thay đổi và Sở Di trú sẽ có cập nhật phiên bản mới. Do quy định về gánh nặng xã hội đã được hủy bỏ, nên sẽ không còn gây khó khăn cho những người nhập cư có nhận trợ cấp của chính phủ Mỹ như là trợ cấp y tế Medicaid không khẩn cấp, trợ cấp nhà ở, phiếu tem thực phẩm food stamp. Còn Obamacare không được xem là gánh nặng xã hội từ đầu cho tới nay, cho nên cô chú và các anh chị cứ yên tâm. Và do quy định về gánh nặng xã hội này đã bị hủy bỏ, nên sẽ không còn ảnh hưởng tới các hồ sơ đang xin thay đổi tình trạng thường trú hoặc là xin visa định cư. Nếu như những người này có tuổi tác cao, hạn chế sức khỏe, tình trạng gia đình, tình trạng tài chính, hoặc là học vấn và kỹ năng.
Sở Di trú USCIS cũng có thông báo là có một số thay đổi về hồ sơ sau khi gánh nặng xã hội bị hủy bỏ. Là đầu tiên, nếu như đơn Y-485 được nộp sau ngày 9 tháng 3 năm 2021, thì đương đơn không cần phải nộp mẫu đơn Y-944. Thứ hai, nếu như đơn Y-485 đã được nộp trước ngày 9 tháng 3 năm 2021, nhưng nếu Sở Di trú xét đơn sau ngày 9 tháng 3 năm 2021, thì Sở Di trú sẽ không dùng những chi tiết đã khai trong đơn Y-944 để quyết định đương đơn có phải là gánh nặng xã hội hay không. Và thứ ba, nếu đương đơn nhận được thư của Sở Di trú yêu cầu bổ túc hồ sơ hoặc thư thông báo ý định từ chối hồ sơ, yêu cầu đương đơn nộp giấy tờ liên quan tới quy định về gánh nặng xã hội và thời gian bổ túc vào hoặc là sau ngày 9 tháng 3 năm 2021, thì đương đơn phải trả lời thư của Sở Di trú theo thời gian nêu trong thư, nhưng không cần phải cung cấp những giấy tờ đòi hỏi liên quan đến quy định về gánh nặng xã hội. Thứ tư, nếu Sở Di trú cần thêm chi tiết về quy định gánh nặng xã hội theo luật năm 1999, thì Sở Di trú sẽ gửi thư khác để yêu cầu đương đơn bổ túc. Và thứ năm, phần này quan trọng, là khi đi phỏng vấn visa, cô chú và các anh chị không cần phải điền đơn DS5540 nữa. Trước đây thì cô chú và các anh chị cũng biết là khi đi phỏng vấn thì chúng ta cần phải chuẩn bị đơn DS5540. Ở trong này thì chúng ta sẽ kê khai các phần tài sản, học vấn, kỹ năng của cô chú và các anh chị để nộp cho nhân viên lãnh sự quán xem xét, để họ xem là chúng ta có phải là gánh nặng xã hội hay không, để họ quyết định là có cấp visa cho cô chú và các anh chị hay không. Nhưng bây giờ đơn này đã bị hủy bỏ. Quy định về gánh nặng xã hội này đã được hủy bỏ, nên cô chú và các anh chị nếu như chúng ta đang có xin các phúc lợi xã hội của chính phủ, thì cô chú và các anh chị chúng ta đừng lo lắng nữa nhé. Hy vọng là các thông tin này hữu ích với cô chú và các anh chị. Đẹp cảm ơn cô chú và các anh chị đã xem qua video clip này. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Đẹp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị.